xin chào các anh chị và các bạn hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong phần ngữ pháp tiếng hoa cơ bản chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu của chữ bà câu của chữ bà câu của chữ bà là hình thức mà mang tân ngữ ra trước động từ chúng ta sẽ tìm hiểu xem tân ngữ là gì nha ví dụ như ăn cơm thì cơm nó là tân ngữ rửa xe xe là tân ngữ giặt quần áo thì quần áo là tân ngữ như vậy tân ngữ là danh từ có thể nó là một cái cụm từ đứng sau động từ nhé và cái từ bà này mình tạm dịch nó là mang hoặc là mang ra đối với người việt mình mình tạm dịch là mang hoặc là mang ra thì mình sẽ dễ khảo sát cái loại câu này hơn ví dụ tôi rửa cái xe sạch sẽ rồi thì tiếng hoa nó có thể nói là tôi mang cái xe ra rửa sạch sẽ rồi mở cửa sổ ra thì có thể nói là mang cửa sổ ra mở anh ấy ăn hết cơm rồi thì có thể nói là anh ấy mang cơm ra ăn hết sạch rồi. Thì đó là câu của chữ bà. Như vậy nhắc lại câu của chữ bà là cái hình thức mình mang cái gì đó ra xong rồi mình mới tác động vào mang xe đi rửa, mang quần áo đi giặt. Và khi chúng ta sử dụng cái hình thức câu của chữ bà thì chúng ta có những cái điều mà cần lưu ý nha. Thứ nhất là tại sao chúng ta phải dùng cái câu thế này dùng câu của chữ bà là để nhấn mạnh cái sự ảnh hưởng của cái hành động đối với sự vật hoặc là cái hiện tượng nào đó mà nó chịu ảnh hưởng và cái thứ hai là cái yếu tố chịu ảnh hưởng sẽ dẫn đến một cái kết quả khác hoặc là dẫn đến một cái sự thay đổi nào đó như vậy là có một cái hành động tác động vào một sự vật một hiện tượng gì đó khác làm nó dẫn đến một cái kết quả khác hoặc là một cái sự thay đổi thì chúng ta dùng cái hình thức câu của chữ bà chúng ta xem các ví dụ bên dưới nha thứ nhất nè ví dụ nha tôi đã xem xong quyển tiểu thuyết đó rồi wo khan quản là na bẩn xèo xó xèo xó là tiểu thuyết na bẩn xèo xó là quyển tiểu thuyết đó như vậy đó là cái cách nói bình thường bây giờ mình muốn nhấn mạnh là cái quyển tiểu thuyết đó đó mình đã xem rồi thì mình sẽ nói như thế này của bà khánh là của bà sèo khánh là tôi mang cái chữ bà này tạm dịch là mang tôi mang cái quyển tiểu thuyết đó ra xem xong rồi đó như vậy là hình thức thứ hai đó là cái dạng câu của chữ bà đó một ví dụ ba nữa u lị thay rơ là u là ốc có nghĩa là cái nhà u lì là trong nhà u lì thay rơ là trong nhà nóng quá bà chuang hu tà khai bà bà chuang hu là mang cái cửa sổ ra rồi tà khai mở ra đi như vậy là tức là mở cái cửa sổ ra đi thì mình sẽ nói là bà chuang hu tà khai bà chuang hu là cửa sổ một ví dụ nữa mà li bà phẳng chén bu trư chỉ là mà ly là Mary Bà phản chén tức là mang cái phòng ra Phản chén là cái phòng Bà phản chén là mang cái phòng ra Bù trư tờ Pheo len chỉ là trang trí cực kỳ đẹp Như vậy mình có thể nói là Mary trang trí căn phòng rất đẹp Mary trang trí căn phòng rất đẹp Bù trư tờ pheo len chỉ là Đó là câu của chữ bà và chúng ta lưu ý là không phải tất cả các cái động từ đều có thể dùng ở hình thức câu của chữ bà như vậy là khi cái động từ mà dùng ở trong cái hình thức câu của chữ bà là nó phải có chức năng tác động đến cái sự vật khác làm cho cái sự vật khác nó có sự thay đổi hoặc là đưa ra một cái kết quả khác thì mới được như chúng ta vừa nhấn mạnh lúc nãy ở bên trên chúng ta khảo sát các ví dụ nè ví dụ Bà hoa sen quẩn to là quẩn to là ngửi thấy quẩn to là là đã ngửi thấy hoa sen là cái mùi thơm của hoa tôi ngửi thấy mùi thơm của hoa nhưng mà nói như vậy không được vì sao là vì mình ngửi mình không có ngửi tới chứ mình không có tác động gì đến cái mùi hương của hoa cả cho nên mình không thể nói là của bà hoa sen quẩn to là mà nếu câu đúng thì chúng ta chỉ có thể nói là quẩn to là hoa sen hoa sen thì được. Hoa quảnh đó là hoa xiang. tôi có nghe thấy mùi thơm của hoa, tôi có ngửi thấy mùi thơm của hoa thì được. Vì động từ quảnh là ngửi không tác động, không làm cho cái mùi hoa nó thay đổi hoặc là dẫn đến một kết quả nào hết. Chúng ta lưu ý như vậy. Thứ hai, bà tha Rin sư là, sư là quen biết, bà sư là quen biết anh ấy chúng ta không thể nói như vậy vì mình quen biết anh ấy thôi chứ mình không thể tác động anh ấy không có thay đổi không có gì cả cho nên câu này chỉ có thể nói câu đúng là warren thá là Wa thá là tôi quen biết anh ấy hoặc là tôi có quen biết anh ấy thì được một ví dụ nữa ta cha là mọi người bà treo cơ chi hoa mang cái kế hoạch này thủng di là đồng ý rồi cũng là câu sai vì mình đồng ý với cái kế hoạch đó, chứ mình không có tác động gì, không có làm cho kế hoạch đó nó thay đổi cái gì cả. Nên là vẫn không thể dùng câu của chữ bà được, không thể nói ta cha bà trơ cơ chi hoa, thủng gì là không thể nói như vậy được. Một ví dụ thứ 8, tha bà sa va, Sava là cái ghế sofa ghế salon của mình á, tha bà sa va cho là dĩ huê, à, ngồi một lát hoặc là ngồi một chút anh ấy có ngồi lên ghế salon thì cái ghế nó vẫn như vậy không có tác động gì hết không có làm cái ghế nó thay đổi gì cả cho nên câu này cũng là câu sai à mọi người chú ý như vậy nha và kế tiếp là câu thứ 9. quá bà si an si là tây an su là dĩ đã đi một lần như vậy mình đi một lần đã từng đi Tây An một lần rồi thì Tây An nó vẫn cứ là Tây An thôi nó không thể nào thay đổi gì hết á cho nên không thể nói của bà Tây An suy là gì hoặc là là si An thì được chứ không thể nào nói là của bà Tây An suy là nhắc lại trong năm trong năm cái ví dụ này là chúng ta cần lưu ý khi nào động từ có tác động đến sự vật hiện tượng nào đó dẫn đến sự thay đổi của nó hoặc là một kết quả khác thì chúng ta mới dùng được cái câu của chữ bà còn nếu không chúng ta dùng sẽ bị sai lưu ý như vậy là được kế tiếp nữa điều thứ hai cũng chúng ta cũng cần quan tâm là tân ngữ trong câu này phải được xác định rõ ràng tức là không có được cái cái, cái đối tượng mình tác động vào không có được nói một cách mù mờ không rõ ràng chúng ta xem ví dụ bên dưới ví dụ nha bà na bình sữa tiền như vậy na bình sữa tiền là cái quyển từ điển đó à, đó là tân ngữ đó na bình tiền là tân ngữ mà cái tân ngữ được xác định rõ ràng là quyển từ điển đó bà na bình tiền tí kể mang cái quyển từ điển đó đưa đây cho tôi thì mình có thể dịch toán là anh đưa cái quyển từ điển đó cho tôi đi ạ à, hay đưa cho tôi đi như vậy là bà na bình sử tiền Như vậy phải là na bình sử tiền Thì mới được Tân ngữ được xác định rõ ràng Như vậy câu này sẽ là câu sai nè Bà y bình sử tiền tí kể là câu sai Mang một quyển từ điển đưa cho tôi là sai Vì cái quyển từ điển đó là quyển từ điển nào Không xác định rõ, không xác định cụ thể nếu cái câu mà nói là anh đưa cho tôi quyển từ điển đi, anh đưa cho tôi một quyển từ điển mà không biết quyển nào á, thì lúc đó ta sẽ nói cái cách khác. Ví dụ như là ni ti kể với bệnh tiền ba. Ni ti kể với bệnh tiền ba. Bạn đưa cho tôi một quyển từ điển đi, Thì muốn từ điển nào cũng được, muốn đưa quyển nào thì đưa. Còn nói như thế này là bị câu sai. Ti kể với bệnh tiền. Đó là câu đúng, chúng ta lưu ý như vậy. Kế tiếp nữa, chúng ta lưu ý nè, vị ngữ trong câu của chữ bà không thể. Chỉ có một cái động từ đơn thuần hoặc là một cái động từ đơn âm tiết. Mà phía sau động từ nó phải có thêm các cái thành phần khác. Như vậy chúng ta lưu ý trong cái câu này thì động từ làm vị ngữ phía đằng sau á nó luôn luôn phải có các cái thành phần khác chứ nó không thể nào là chỉ là một cái động từ đơn thuần. Và chúng ta lưu ý là động từ dùng ở hình thức lặp lại cũng được à, có trợ từ động thái lơ cũng được hoặc có bổ ngữ cũng được hoặc có tân ngữ gì đó cũng được nhưng vẫn lưu ý là không thể chỉ có một cái động từ đơn thuần hoặc là động từ đơn âm tiết rồi thôi phải có những thành phần khác chúng ta nhớ như vậy là được rồi chúng ta xem ví dụ bên dưới nào giản minh là chúng ta chúng mình bọn mình gì đó pa mang cái nhà ra tả sọ tả sọ tả sọ là dọn dẹp hoặc là quét dọn à, chúng ta mang cái nhà ra quét dọn một chút đi thì đó là được tức là động từ dùng ở hình thức lặp lại thì các bạn có thể dịch là chúng ta dọn dẹp nhà cửa một chút đi cũng được nhưng mà tiếng hoa câu của chữ bà mình nói theo cái kiểu đó thì người việt sẽ dễ nhận dạng hơn chúng ta mang nhà ra dọn dẹp sạch sẽ một chút có vẻ dễ hình dung hơn chúng ta dọn dẹp nhà một chút đi đó là hình thức câu động từ lặp lại. Chúng ta xem cái ví dụ thứ hai nè. Bà trơ xe sửa chi tru. Có nghĩa là tôi đã nhớ được những cái từ ngữ này, những cái từ này. Tôi mang những cái từ này ra nhớ được rồi. Chi tru là nhớ được. Chi là động từ nhớ, ghi nhớ. Còn tru là bổ ngữ chỉ kết quả. Thì câu này là câu đúng. Tôi nhớ được những cái từ này rồi. Ví dụ vậy. Một ví dụ nữa, bà Trajenser mang cái sự việc này, mang sự việc này ra. Bà Sơ cao su thá bà, báo cho anh ấy biết đi. Như vậy là báo cho anh ấy biết cái sự việc này đi. Bà Sơ cao su thá bà. Như vậy câu này nó có từ thá, đó là tân ngữ. Như vậy câu có tân ngữ thì được, chứ không thể là chỉ là động từ bình thường không rồi thôi ba trên sư cao su Thì có thể dịch là Anh nói cái chuyện này cho anh ấy biết đi Ví dụ thứ tư Wo bà chín thiên cái ban tờ sư Cái ban tờ Cái là yên cái là nên Ban là làm Cái ban tờ sư Là những cái việc nên làm Những cái việc phải làm Tôi mang những cái việc phải làm của ngày hôm nay Chín thiên cái ban tờ Rồi gì nữa Tôi ban quản là đều làm xong rồi như vậy Quản này là bổ ngữ chỉ kết quả tô ban quản là mình có thể dịch ra tiếng việt cho nó thuần một chút thì tôi đã làm xong những cái việc của ngày hôm nay rồi hoặc là tôi đã làm xong những cái việc cần làm của ngày hôm nay rồi của bà chin thiên cái ban tô ban là chúng ta có một ví dụ nữa ví dụ thứ năm tha bài di phu phang to di quay lì ra anh ấy mang quần áo ra tha bà y Phu phang to là để vào Phan to di quay lì là để vào trong cái tủ quần áo rồi di quay là tủ quần áo như vậy anh ấy mang quần áo ra đặt vào trong tủ quần áo rồi à, câu này là câu đúng anh ấy đặt quần áo vào trong cái tủ quần áo rồi tha bà trê tha bà y phu phang to di quay lì ra kế tiếp nữa chúng ta xem là câu này nó là câu sai nè bà cái bán tờ sư tô ban như vậy là mang những cái việc cần làm tô ban là đều làm nhưng mà đằng sau từ ban này là động từ này nó không còn các thành phần gì khác hết cho nên câu này sẽ là câu sai chỉ có thể nói là bà cái bán tờ sư tô ban quản là tô ban họ là gì đó thì mới được một câu sai nữa Bà Di Phu Phan Mang quần áo ra đặt để gì đó Cũng không được Đằng sau là từ phang là động từ này Nó phải có những thành phần khác Nếu không cũng không được Một ví dụ thứ 8 Bà tre Bê Nài Bà Trê Bê Nài hơ bà Mang cái ly sữa này ra uống đi Thực ra câu này cũng không được Vì sao? Vì đằng sau từ hơ là động từ này Nó không còn các cái thành phần khác nó phải có tân ngữ, nó phải có bổ ngữ, nó phải có à, trợ từ lơ hay là gì đó thì mới được Từ ba này không thì không được Ví dụ như muốn nói là anh uống cái ly sữa này đi à, Thì nì hơ trơ bê, nì khơ trơ bê, ba Dùng thế thôi Nì hơ trơ bê ba Còn nếu mà muốn dùng à, cái dạng câu của chữ bà thì chúng ta phải thêm một vài thành phần ví dụ ní bà trê bê này hơ quán bà hơ quán là uống hết em uống hết cái ly sữa này đi hay là anh uống hết cái ly sữa này đi thì được ní bà trê bê này hơ quán bà thì được Kế tiếp chúng ta lưu ý nè, thông thường nếu các động từ trong câu của chữ bà nó mang những cái ý nghĩa rời xa tức là nó tách xa mình ra mình làm cái gì mà nó rời xa mình ra hoặc là thoát ly nó không có gần với mình nữa thì sao động từ chỉ cần thêm lơ là có thể được rồi tức là cách nói như vậy được cho phép còn những động và những cái động từ đó thường là ví dụ như thua thua di phu cởi quần áo ra thay quần áo ra sai là tháo cái gì ra tháo xuống rồi to to là đổ, ví dụ như to la chi, đổ rác rồi rân, rân là ném, là vứt đi vứt đi tức là nó rời xa mình ra hoặc là chi là gửi, gửi cái gì đó đi đâu đó hoặc là phá cũng là phát là gửi đi thì như vậy có thể được chấp nhận như vậy nhắc lại là thông thường nếu các cái động từ trong câu của chữ bà mang cái ý nghĩa gì mà nó rời xa mình ra hoặc là nó thoát ly khỏi mình thì sau động từ chỉ cần có thêm lơ là đủ Cái cách nói như vậy được cho phép Chúng ta lưu ý Lưu ý như vậy nha Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè Chúng ta có ví dụ nè Tha bà mạo dí thua là Tha bà mạo dí thua là Anh ấy cưỡi cái chiếc áo ra rồi Thì được như vậy đằng sau từ thua là Có từ lơ thôi là đủ Vì nó mang cái ý nghĩa là Cái động từ nó mang cái ý nghĩa là thoát cái gì đó ra, rời xa nó ra. Và nếu chúng ta dùng như dạng câu bên dưới sẽ là câu sai. Tha bà mẫu y xoán là xoán thì là mặc vào. Mặc vào là nó không phải rời xa mình ra mà nó tiến gần đến mình. Nó nó, nó không có thoát ly mình ra. Như vậy nếu nói là tha bà mẫu y xoán là sẽ là câu sai. Và đến đây mình xin kết thúc cái phần câu của chữ bà. À, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi à, phần ngữ pháp câu của chữ bà này nó cũng hơi khó khó một chút à, mọi người có thể xem đi xem lại và có điều gì thắc mắc thì chúng ta cùng trao đổi với nhau nhé xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại